Xin chào bạn, tôi chị Sóc Việt Đức đây. Hôm nay ngồi với Nam 23 tuổi, bạn ấy bị hẹp bao quy đầu bạn ạ. Đó, quan hệ rồi đúng không? Đã quan hệ rồi. Trước là nó cũng không hẹp này đâu đúng không? Đó, quan hệ nó viêm, nó hẹp dần dần vậy. Bây giờ rồi bạn ấy thì nó không lộn là được nữa. Đấy, thứ hai là cái da nó sẽ co lại. Nhà bên ngoài thì mình còn rửa được, nó còn đỡ. Nhưng mà bên trong nó một cái thế giới khác. Đấy thì như của em như này nhá. Đấy thì theo anh lại không nên cắt bằng máy. Tại vì nó hẹp rất là nặng. Em hình dung này này, cái da bên ngoài thì rất bình thường, nhưng cái da bên trong của em ấy nó chỉ có từ lỗ đáy này đến quy đầu thôi, cái niêm mạc nó còn ít đó. Đấy mà cái cậu nhỏ của em nó cũng to, thì thử ra nếu mà cho cái máy vào nó phải xẻ rộng, thì trong các bằng máy thì cái niêm mạc nó còn ít thì có thể nó lại không đẹp. Thì cái sẹo của cái bao quy đầu thực ra mình cũng không quan trọng lắm đâu, thì dần dần nó mềm nó xẹp hết. Đấy mà cái để mà đẹp nhất ấy, là cái tỷ lệ giữa da và niêm mạc. Lúc mà em cương lên ấy, da niêm mạc nó cân đối thì trông cũng đẹp đúng không? Đấy, chứ còn nếu mà cái niêm mạc nó còn một ít đấy, thì nó lại trông nó lại không được đẹp đâu. Xe của em lại lên anh trông nếu mà khó thì cắt tay nên cắt bằng tay rồi. Xin chào bạn, tôi sĩ Sóc Việt Đức đây. Đấy, vừa cắt bao quy đầu cho một trường Việt Nam 27 tuổi, bạn ấy hẹp bao quy đầu 1 bạn ạ. Bạn ấy hẹp và nó viêm rất là nặng. Đấy các bạn thấy hình dung là cái quy đầu nó bé lại này, thấy không? Thế cái thân dương vật của bạn này rất to, các bạn nhìn thấy này. Đấy, nhưng mà quy đầu nó bị teo, nó bé lại. Đấy, cái lỗ đáy đây, lỗ đáy nó chỉ có khoảng 2-3 mm thôi. Alo. Thường nó phải to gấp đôi như này. Chứ là nếu mà bạn mà cắt sớm ấy, đấy, nhưng mà tại vì bạn cắt muộn quá. Anh nghe tần sóng chưa mà? Nó viêm, nó teo lại. Đấy, đấy, còn đây thì cái vết mổ đây, các bạn thấy là cái đầu này bé, đấy, khâu với cái đầu to. Đây một trong những trường hợp mà khó. Như các bạn thấy là kết quả sau phẫu thuật này, nó cũng rất thẩm mỹ thôi. Phía dưới này cái dây hãm của bạn ấy nó bị ngắm tối đa, bạn ấy thì thay băng sẽ hơi khó khăn một tí đấy em nhé. Nó bị dính chỗ dây hãm mà, đây phải gỡ tối đa ra mới được một tí này. Đây là tầm khoảng đến 5 mm niêm mạc đấy.